Ngồi á là nó có một cái như thế này này, con là khi mà ngủ ngồi mà ngồi ở kiết già, con tập được ngồi kiết già suốt đêm thì con mới ngủ ngồi. Nhưng mà khi mà ngồi như thế này hay là đó là mấu chốt là cái chỗ đó, rồi là mình ngủ ngồi không được là bắt đầu ngồi tư thế này, hay là tựa duỗi chân, hay là tất cả các tư thế ngủ ngồi rồi nó đau lưng, rồi nó sinh ra bệnh, rồi nó kẹo cổ, rồi nó thành tật đi. Giờ như con 4 năm rồi thầy thấy con bình thường như có gì đâu. Một á có hai phương án, cái này là con chỉ cho bốn sư rồi, con nói là họ đều giờ họ ngồi được 9-10 tiếng, họ ngồi suốt đêm suốt ngày được rồi. Nhưng mà cái buốt khi đau mình ngồi kiết già nhé, đầu tiên tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng rất là đau buốt. Mình một là mình kiên nhẫn, mình vượt qua cái buốt đấy, vượt qua xong hết cái buốt rồi, hết một ngày một đêm rồi bắt đầu nó buốt nó vượt qua được rồi là bắt đầu mình cứ như thế kiên trì trong vòng 6 tháng đến 1 năm, cái dần dần nó giảm, cái buốt nó nhẹ dần đến 3 năm cái là nó không hết, nó an lạc trong cái buốt. Lúc đầu là mình sẽ phải nói chung mình sẽ tác ý là vượt qua cái bút, đúng rồi, cái bút đó là buộc phải tham nhận vượt qua đau bút rồi nhá, đó là chưa bút rồi, xong rồi đến đau rồi đến nhức rồi đến tê rồi đến mỏi rồi đến ngứa, nó ngứa mà thầy chưa biết rồi, giống như mề đay nó nổi lên nó không chịu được, phải bỏ nếu mà phải tham nhận vượt qua hết. Nếu mà tập kiên trì á, ngày nào cũng ngồi 10 tiếng suốt á, chẳng hạn như con đi ngày như thế này là đêm là con phải ngồi suốt đêm cả đi nữa, buộc với đi bộ hành. Khi mình ngồi kiết già được rồi á là nó gấp cái chân như thế này rồi mình đi nó lại giãn ra lại, mình càng đi nhiều mình lại càng ngồi á thì nó thuần thục, thì nó trở lại chẳng hạn như đứng ngồi hay mình bất kỳ bình thường là theo nó tự nhiên. Đó là phải vượt qua cái bút đó, đó là theo kham nhẫn. Còn một đường nữa là vượt qua dần dần, cũng tập 3 năm, nhưng mà đầu tiên 2 tiếng, mai 2 tiếng 10 phút, từng ngày tăng lên rồi đến 4 tiếng, rồi 5 tiếng, rồi đến khi ngủ vượt qua nó lâu dần ấy, để trong vòng 3 năm thì rồi đến lúc đó mình cũng ngồi mà phải kiên trì liên tục trong đêm ấy, khi nào cũng giữ. Tại vì lúc đầu con cũng tập, nhưng mà sau đó rồi cứ nghe mấy chút nói cũng sợ, mà là tiếng nói không cần còn bạch với thầy là ngủ ngồi mà các tư thế khác á, là con thấy một số thầy là bị nghèo cổ rồi, vì bên cuộc sống nghe họ nói rồi vì bên bị nghèo rồi, nhưng mà cái tư thế của mình á, là nó không chịu được, nhưng mà do tư thế kết già của mình ngồi như thế này là nó vững chắc rồi, là bắt đầu mình tựa đó, mình đừng có cho nó gục nữa, mình giữ cái lưng của mình thẳng á thì dần dần hắn giữ được á, thì hắn lại chuyển ở nhờ cái tư thế mà lưng thẳng được, hắn chuyển từ cái thế đó hắn chuyển sang an lạc, hắn lạc thọ sanh, thì bắt đầu cái thú mà khổ đau đó nó giảm ấy, thì khi đó là hắn ngủ không sao cả. Giờ con tới là con tựa lưng như thế này, nhưng mà mình cũng tựa ngủ được rồi, nhưng mà mình cũng không vì tham ngủ nữa, ngủ ít chân, nhưng mà nó chập chờn, nhưng mà khi ngủ quen thì là nó ngủ bình thường, nó vẫn biết mình ngủ. Chẳng hạn như là như con nó thấy tăng tới đây, khi mình quên đi một lúc á, mình ngồi như thế mình quên lúc thì tăng nó tới đây thì mình xác định là khoảng 3-4 tiếng, là mình thấy ở trong cái đoạn đó là mình thấy nó trải qua như thế, nhưng mà mình thấy nó rất là nhanh, nhưng mà mình không biết đó là cái gì, mình ngủ hay không nữa. Là cái ngủ đấy là nó vào trong thiền thì lúc nào mình không biết. Đúng rồi, nó vào cái gì mình cũng không biết, nhưng mà 3-4 tiếng mà mình cứ nghĩ là nó chỉ là khoảng một lúc nào đấy. Vâng, đúng rồi, chỉ có một lúc nào đấy, nhưng mà mình vào rồi mình dậy mình ngồi rồi dần dần đó, nhưng mà khi ngủ ngồi là nó ngủ không được sâu như ngủ nằm, nhưng mà dần dần khi mình quen rồi á là nó ngủ sâu, nó đủ hết, nó không sao hết á. Nhưng mà phải cơ bản là cái gì thì con không biết, nhưng mà phải ngồi kiết già cũng được 4 tiếng rồi hãy ngủ ngồi, nhưng mà chưa được 4 tiếng thì đừng nên ngủ ngồi, tại vì 4 tiếng đó là mình xác định là trước khi mà mình ngồi 4 tiếng là mình khóa chân là mình ngủ. Con ngồi 1 tiếng rưỡi con bắt đầu thấy nó ngất lắm, vâng, sau đấy thì ngủ cố lắm thì là nó cái ngất nó sẽ đến liên tục ấy. Đúng rồi, buốt đau là nó đến rồi, nó liên tục ở đó, rồi mình làm cho mình chịu không nổi, mình phải thả ra. Nếu mà như con ngày xưa là con làm một cái 10 tiếng luôn, đau buốt thì con cũng nện luôn, làm một cái từ đầu đến suốt ngày suốt đêm ấy, đau cỡ nào con cũng chịu hết, đau cỡ nào kêu chết bỏ. Nhưng mà nếu mà các vị sư
ở trong đấy con cũng chỉ rồi, nhưng mà vẫn bị thọ nó tới, nếu mà không ai vượt qua trước á, là nói họ không dám làm, tại vì khi đó là chân hắn sưng đến rồi sợ liền bại liền. Nhưng mà khi ở đời ở trong kinh nói á, là Kassyapa chạy tới nói là hay là một vị nào Bà La Môn á chạy tới nói là này tôn giả Gotama, cũng có kẻ tinh tấn mà chân đã bị liền, mạch máu bị vỡ, máu nóng đã ói ra rồi, tâm đã cùng tâm loạn trí cùng do tập thiền đấy, ngồi đã có như thế rồi, nên là ngày xưa con ngồi con cũng thấy như thế rồi, con tưởng là con ngồi xe lăn rồi. Nhưng mà đến khi mà mình thôi cái ngồi về kiểu già đấy, có nghĩa là mình thực tập xong thì mình sẽ bị cảm giác đau và khi mà mình ngồi như thế này là nó mở ra, là bắt đầu hắn thay đổi gân, hay là hắn mở mạch, hắn giãn ra đấy, hắn thay đổi thì hắn bắt đầu hắn sưng lên, hắn tự sửa giống như bị phẫu thuật đấy. Nhưng mà khi đó mà mình bỏ mình thôi cái là nó không ngồi được. Nhưng mà kể cả đau cỡ nào mình cũng ngồi cả đau, ngồi chết bỏ ngồi như thế, con ngồi 26 ngày đêm thì tự nhiên anh thế thì con đi được. Rồi con đứng 26